Một trong những vấn đề lớn nhất mà người hâm mộ đang rất quan tâm đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam lúc này chính là việc làm thế nào để có thể cụ thể hóa những cơ hội ghi bàn của chính mình. Trong bối cảnh Tiến Linh đang gặp vấn đề về phong độ cũng như sự lựa chọn thay thế chưa để lại quá nhiều dấu ấn, huấn luyện viên Philippe Troussier chắc chắn đang phải đối mặt với cơn đau đầu không hề dễ chịu cho vị trí trung phong của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng khi vẫn đang loay hoay tìm kiếm một phương án tối ưu thì giải pháp lại bất ngờ đến cho ông thầy người Pháp khi mà V-League mới chỉ trải qua vòng đấu đầu tiên. Nền tảng của một đội tuyển quốc gia luôn được dựa vào sự phát triển của giải vô địch quốc gia. Đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam chắc chắn cũng không phải ngoại lệ khi mà mùa giải vừa qua, người hâm mộ chắc chắn cũng đã làm quen với hình ảnh ông Philippe Troussier liên tục xuất hiện trên khán đài của các trận đấu V-League để tìm kiếm cho mình những nhân sự phù hợp nhất. Đó là cơ hội để ông thầy người Pháp đánh giá được chính xác nhất điểm rơi phong độ của cao thủ trụ cột, nhưng cũng là một cách tốt để tìm được cho đội tuyển quốc gia những làn gió mới. Để rồi khi mà ông thầy người Pháp vẫn chưa bắt đầu hành trình tìm kiếm nhân tố mới ở V-League năm nay, đã có một ứng viên sáng giá tự biết cách thu hút sự chú ý của người hâm mộ cũng như những người có chuyên môn. Trong cuộc đối đầu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh của Đông Á Thanh Hóa, thủ thành Xuân Hoàng của đội chủ nhà dường như không có bất kỳ một phản ứng gì khi nhìn bóng đi vào lưới nhà. Một cú đánh đầu quá khó với vị trí đứng của thủ thành trẻ này và đúng là bàn thắng đánh dấu một ngày thi đấu thăng hoa của số 18 bên phía các vị khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tiền đạo Vũ Quang Nam 20 phút sau vẫn là cái tên Quang Nam có cho mình tình huống thoát xuống khôn ngoan và dứt điểm quyết đoán để lần thứ hai được các vị khách vươn lên dẫn trước. Đó không phải những bàn thắng quá hoa mỹ hay đậm chất kỹ thuật, nhưng đó lại là những pha bóng cho thấy khả năng chớp thời cơ vô cùng ấn tượng, điều mà đội tuyển Việt Nam đang thực sự thiếu kể từ khi ông thầy người Pháp ngồi vào chiếc ghế nóng. Ở tuổi 32, Quang Nam có lẽ khiến nhiều người hâm mộ liên tưởng tới hình ảnh của Nguyễn Anh Đức, người cũng đã từng trở thành một trụ cột không thể thiếu trong thành phần đội tuyển quốc gia, nhờ vào lối chơi đơn giản nhưng lại vô cùng hiệu quả ở mũi nhọn hàng công. Giờ đây khi đã ngoài 30 thì Vũ Quang Nam mới đang biết cách để biến bản thân trở thành một ứng viên tiềm năng cho vị trí chính thức ở hàng công của những chiến binh sao vàng như những gì mà người tiền bối Anh Đức đã từng làm được. Và dù sẽ còn rất nhiều khó khăn, nhưng rõ ràng Quang Nam xứng đáng có được một sự đánh giá công bằng tới từ giới chuyên môn cũng như ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia Việt Nam trong tương lai gần. Trưởng thành từ lò đào tạo chữ danh của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Quang Nam được đào tạo cùng lứa với không ít những cầu thủ tên tuổi ở V-League thời điểm hiện tại như là Nguyên Mạnh, Hồ Khắc Ngọc hay là Trần Phi Sơn. Nền tảng phát triển của những cái tên này đều đã có những bệ phóng vô cùng ấn tượng, chính là chức vô địch của giải đấu U21 quốc gia vào năm 2012. Dù được đánh giá là có tiềm năng không hề thua kém những người đồng đội cùng trang lứa, nhưng Quang Nam lại không gặp may mắn trong sự nghiệp của mình. Những chấn thương liên tục trở thành rào cản khiến cho chân sút này không có quá nhiều cơ hội thể hiện mình, và tiền đạo cao 1m8 này dần đi vào quên lãng trong suốt gần một thập kỷ sau khi lên ngôi sân chơi U21 quốc gia. Cho tới năm 2020, vận đen vẫn liên tục bám lấy chân sút này khi anh dính chấn thương đầu gối và khiến bản thân không thể cống hiến quá nhiều cho thành phố Hồ Chí Minh trước khi bị thanh lý hợp đồng. Mùa giải năm ngoái, Quang Nam phải từng bước tìm lại vị thế của chính mình ở giải hạng nhì trong màu áo của Cần Thơ cùng với Lâm Đồng. Để rồi dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Nguyễn Việt Thắng, chân sút này dần tìm lại được sự tự tin trên sân cỏ và chính thức tái xuất V-League trong màu áo của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây chính là những nét tích cực mà có lẽ bản thân tiền đạo này đã từng mất thời gian để thích nghi và hoàn thiện khả năng của bản thân cho ngày trở lại với cấp độ cao nhất của bóng đá Việt Nam. Để rồi khi chàng trai này có những phút giây đầu tiên được triệu tập ở đội tuyển quốc gia, ai nấy cũng đều phải gật gù rằng đó chính là thành quả xứng đáng dành cho nỗ lực của Quang Nam trong suốt những năm trước đó trong sự nghiệp của mình. Đối với Quang Nam, điểm mạnh lớn nhất của tiền đạo này trong quá khứ cho tới thời điểm hiện tại chính là tốc độ song hành với khả năng cản lướt vô cùng ấn tượng. Hàng công cùng những yếu tố mà tiền đạo này có thể mang tới dành cho hàng công nơi anh thi đấu có thể được xem là nét tích cực dành cho rất nhiều đội bóng. Kể cả trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam, làn gió mới mang tên Quang Nam này hoàn toàn thể ít nhiều mang tới sự lo lắng cho những Tuấn Hải hay là Tiến Linh. Cuộc đụng độ giữa Tiến Linh cùng với chân sút mới của đội tuyển quốc gia trong đợt tập trung tháng trước chắc chắn sẽ mang tới rất nhiều sự quan tâm cho giới chuyên môn cùng với người hâm mộ. Bởi ai cũng biết, đây là hai cái tên đang không chỉ nỗ lực trong màu áo câu lạc bộ mà thay vào đó còn là cơ hội để thể hiện mình ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Nhưng liệu chỉ với hai bàn thắng có được trước Đông Á Thanh Hóa ở trận đấu vừa qua đã đủ để giúp cho bản thân Quang Nam lọt vào mắt xanh của ban huấn luyện tuyển quốc gia hay chưa? Hà Lan của Việt Nam đây rồi, đó là những gì mà trung vệ Quế Ngọc Hải đã buộc phải thốt lên sau trận hòa giữa Thanh Hóa cùng với Hà Tĩnh ở vừa qua. Một cựu cầu thủ Sông Lam Nghệ An là tiền vệ Xuân Mạnh cũng phải thẳng thắn cho rằng màn trình diễn của Nam là hay quá hay sau những gì mà số 18 của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thể hiện ở trận đấu gần nhất vừa rồi. Tôi hài lòng với màn thể hiện của Quang Nam, không chỉ ghi hai bàn thắng, Quang Nam cũng đóng góp nhiều vào lối chơi chung của toàn đội. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ tiếp tục duy trì được trạng thái phong độ, sự ổn định để có thể đóng góp nhiều hơn cho đội bóng trong chặng đường sắp tới.
Đó là những chia sẻ trực tiếp từ huấn luyện viên Nguyễn Thành Công khi mà chứng kiến ngày tỏa sáng của cậu học trò mang áo số 18. Khi được theo dõi một màn trình diễn mang đậm dấu ấn cá nhân đến vậy, không chỉ ông Thành Công mà có lẽ bất kỳ một huấn luyện viên nào cũng sẽ cảm nhận được rằng đội bóng của họ sẽ cần tới một mẫu tiền đạo như vậy. Mẫu sát thủ vòng cấm không cần phải quá màu mè hay là hoa mỹ trong lối chơi, khi mà điều quan trọng nhất mà họ cần phải hướng tới chính là bàn thắng cùng với thắng lợi cuối cùng. Trên thực tế, ở trận đấu giữa Hà Tĩnh và Thanh Hóa vừa qua, dù không có sự xuất hiện trực tiếp của ông Trussier, nhưng vẫn còn đó sự có mặt của các trợ lý tới từ thành phần ban huấn luyện của đội tuyển quốc gia. Đây đều là những gương mặt được xem là có đủ thẩm quyền để báo cáo trực tiếp với phù thủy trắng về những gì mà Quang Nam đã thể hiện được. Nhìn vào lối chơi của số 18 này, chúng ta không khó để có thể nhận ra tiền đạo này hoàn toàn có thể trở thành mẫu trung phong với khả năng độc lập tác chiến cao, song hành với việc tận dụng tốt cơ hội của các đồng đội có thể tạo ra từ tuyến sau. Giống như Tiến Linh, khả năng dứt điểm của Quang Nam là vô cùng đa dạng và có thể đe dọa khung thành đối phương ở nhiều cấp độ khác nhau. Tuy nhiên, số 18 của Hà Tĩnh lại là mẫu trung phong mang xu hướng cổ điển với khả năng thu hút người và tìm kiếm khoảng trống cho những người đồng đội xung quanh. Nếu có cơ hội được lắp ghép vào đội hình chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam, Quang Nam chắc chắn sẽ là mẫu tiền đạo được rất nhiều người đồng đội ưa thích, đặc biệt là những cầu thủ có khả năng thay đổi vị trí linh hoạt như là Hoàng Đức. Đầu tiên, nguồn năng lượng khi tìm kiếm khoảng trống của Quang Nam trong màu áo đội tuyển quốc gia có thể mở ra cơ hội cho những chàng trai khác như là Hoàng Đức có thể xâm nhập vòng cấm và tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Đặc biệt, nhãn quan chiến thuật của tiền vệ thuộc biên chế Viettel cũng hoàn toàn có thể phát huy tối đa nếu Quang Nam có thể khéo léo di chuyển vào những điểm mù của hậu vệ đối phương. Bên cạnh đó, những tình huống bóng bổng của đội tuyển quốc gia cũng sẽ trở nên nguy hiểm rất nhiều nếu như khả năng chiếm lĩnh không gian trong vòng cấm của Quang Nam có thể tiếp tục được phát huy ở những trận đấu sắp tới. Dĩ nhiên, ông Trussier lúc này có thể chưa đưa ra quyết định cuối cùng cho trường hợp của Quang Nam. Những điều mà tiền đạo này cần làm chính là tiếp tục khẳng định được chỗ đứng của mình trong vài trận đấu tới và có thêm những bàn thắng để nâng cao thành tích cá nhân cho riêng mình. Đây cũng không phải lần đầu tiên mà người hâm mộ có quyền đặt kỳ vọng vào một làn gió mới trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chắc chắn sẽ cần thêm thời gian để Quang Nam có thể chứng minh được sự ổn định của mình ở cấp độ câu lạc bộ. Nhưng sau những gì đã làm cùng với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hay những năm tháng trước đó, Quang Nam là cái tên hội tụ đủ những yếu tố để khiến người hâm mộ tin rằng ông Trussier đã có một phương án tốt để cạnh tranh song phẳng cho vị trí của Tiến Linh.